棒。贝贝丁。Đang rất buồn chán. Có gì vui để làm không nào? Có vẻ như các bạn cá đang vui đùa cùng với nhau kìa. Cho bọn mình tham gia với nha. Cá mập con dọa các bạn cá chạy mất rồi. Cá mập con phải làm gì bây giờ? Hả? Cái gì đây? Những chiếc hộp với họa tiết kỳ lạ. Có nên mở ra không? Wow, một quả bóng rổ. Và cá mập con đã biến thành vận động viên bóng rổ rồi. Cùng chơi nào. Cùng dẫn bóng bóng rổ, cùng dẫn bóng bóng rổ, cùng dẫn bóng bóng rổ, ném rổ nào. Wow, cá mập con chiến thắng rồi. Giỏi lắm cá mập con à. Cùng mở hộp tiếp theo nào các bạn. Không biết bên trong là quả bóng gì đây. Wow, một quả bóng đá. Cá mập con đã trở thành vận động viên bóng đá. Bắt đầu trận đấu nào. Cùng đá bóng sút sút, cùng đá bóng leo leo, cùng đá bóng sút sút, đá bóng nào vào. Wow, vào rồi. Cá mập con đã ghi được một bàn thắng. Mẹ tự hào về con lắm cá mập con à. Thật là vui quá. Cùng mở thêm hộp khác nào. Wow, một quả bóng tennis. Mình rất thích tennis. Chúng ta cùng thử nha. Chơi tennis đánh bóng, chơi tennis đánh bóng, chơi tennis đánh bóng, bóng tennis. Con đừng buồn cá mập con à. Chỉ cần luyện tập thêm, sớm muộn gì con cũng sẽ đánh hay hơn bà thôi. Chỉ còn một hộp nữa thôi, không biết bên trong có gì đây. Mở đi nào cá mập con. Wow, một quả bóng chày. Nhanh nào, cùng chơi bóng chày thôi. Cùng chơi bóng đánh đánh, cùng chơi bóng đánh đánh, cùng chơi bóng đánh đánh, đánh bóng chày thắng rồi. Wow, một chiến thắng ngoạn mục. Cá mập con là vận động viên bóng chày hay nhất. Dẫn bóng bóng rổ nè, sút sút bóng đá nè, tần bóng bóng tennis nè, chiến thắng bóng chày nè. Các bạn, loại bóng nào các bạn thích nhất? Bạn chơi thể thao nhiều quá nên đói bụng rồi đúng không? Hãy về nhà và ăn gì đó thật ngon nào. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Tạm biệt. Nè các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.